Chào mừng các em học sinh lớp 5 đã đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Cô xin tự giới thiệu, cô là Lương Thị Kiều Hương, giáo viên trường tiểu học Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Như thường lệ, các em cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, sách, bút, vỏ và một chỗ ngồi hợp lý sẽ giúp giờ học của các em đạt hiệu quả hơn đấy. Các em sẵn sàng rồi đúng không nào? chúng ta bắt đầu vào bài học. Trước khi vào bài mới, các em cùng ôn lại kiến thức đã học. Cô có hai hình khối A và B. Hãy cho cô biết thể tích của hình nào lớn hơn. Làm thế nào để so sánh được thể tích của hai hình khối A và B? Để so sánh được thể tích của hai hình khối A và B, chúng ta phải biết được thể tích của từng hình. Các em có thể đếm từng hình lập phương nhỏ hoặc tính theo hàng, theo lớp, theo khối. Các em dễ dàng tìm được. Hình A gồm 12 hình lập phương nhỏ. Hình B gồm 6 hình lập phương nhỏ. Nên thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B. Các em vừa được so sánh thể tích của hai hình khối A và B. Để đo thể tích của các hình khối trên, người ta dùng đơn vị đo nào? Cô sẽ giúp các em hiểu điều đó qua bài học ngày hôm nay. Bài cm khối để cm khối. Cô mời các em mở sách giáo khoa toán 5 trang 116 hoặc sách hướng dẫn học toán 5 trang 44. Bài cm khối Đề xi mét khối ngày hôm nay giúp các em có biểu tượng về cm khối, đề xi mét khối, biết được tên gọi, ký hiệu, độ lớn của đơn vị đo thể tích cm khối, đề xi mét khối, biết được mối quan hệ giữa cm khối, đề xi mét khối, và biết vận dụng giải một số bài toán liên quan đến cm khối, đề xi mét khối. Để đạt được mục tiêu đó, Chúng ta cùng đi vào phần trọng tâm của bài học ngày hôm nay. Trước hết, cô trò mình cùng tìm hiểu về cm khối. Cô có một hình lập phương cạnh dài 1 cm. Thể tích của hình lập phương trên là 1 cm khối. Vậy, cm khối là thể tích của hình lập phương cạnh dài 1 cm. Các em có biết cm khối được viết tắt như thế nào không? cm khối được viết tắt là cm, chữ số 3 ở góc bên phải trên cùng. cm khối được viết tắt là cm, chữ số 3 ở góc trên cùng bên phải chữ m. Các em vừa lắm được cm khối là đơn vị đo thể tích rồi đấy. Bây giờ cô trò mình cùng tìm hiểu về đề xi si mét khối. Cô có một hình lập phương cạnh dài một đề xi si mét. Thể tích của hình lập phương trên là bao nhiêu? Chắc hẳn các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Thể tích của hình lập phương trên là một đề xi si mét khối. Vậy theo các em, đề xi si mét khối là gì? Đề xi mét khối là thể tích của hình lập phương cạnh dài 1 đề xi mét. Đề xi mét khối được viết tắt như thế nào? Đề xi mét khối được viết tắt là M, chữ số 3 ở góc trên cùng bên phải chữ M. Cô mời các em nhẩm lại. Các em vừa được tìm hiểu về tên gọi ký hiệu độ lớn của hai đơn vị đo thể tích cm khối, dm si mét khối. Vậy cm khối và đề xi si mét khối có mối quan hệ như thế nào? Cô trò mình cùng chuyển sang phần 3 các em nhé. Các em vừa được tìm hiểu về tên gọi, ký hiệu, độ lớn của hai đơn vị đo thể tích cm khối và dm si mét khối. Vậy cm khối và đề mét khối có mối quan hệ như thế nào? Cô cho mình cùng chuyển sang phần 3 các em nhé. Mối quan hệ giữa cm khối và đề mét khối. Cô có một hình lập phương cạnh dài là một đề mét. Thể tích của hình lập phương trên là một đề mét khối. Và một hình lập phương nhỏ cạnh 1 cm có thể tích là 1 cm khối. Bây giờ, cô sẽ dùng những hình lập phương cạnh 1 cm xếp lần lượt vào hình lập phương cạnh 1 dm. Theo các em, cô cần bao nhiêu hình lập phương cạnh 1 cm để xếp đầy hình lập phương cạnh 1 dm? Để biết được điều đó, cô mời các em hướng mắt lên màn hình, quan sát và đếm cùng cô. Một hình, hai hình, ba hình, bốn hình, năm hình, sáu hình, bảy hình, tám hình, chín hình. 10 hình như vậy cô trò chúng ta vừa xếp được một hàng gồm 10 hình lập phương nhỏ cạnh một cm rồi đấy các em ạ à. vậy để xếp hết một lớp mặt đáy của hình lập phương cạnh một đề mét chúng ta cần bao nhiêu hàng như thế cô mời các em tiếp tục quan sát trên màn hình và đếm cùng cô một hàng 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng, 7 hàng, 8 hàng, 9 hàng, 10 hàng. Cô trò mình vừa xếp hết một lớp mặt đáy rồi đấy các em ạ. À. Để xếp hết một lớp mặt đáy, người ta dùng 10 hàng mà mỗi hàng gồm 10 hình lập phương cạnh 1 cm. Vậy, một lớp có số hình lập phương cạnh 1 cm là Ta lấy 10 hình của một hàng nhân 10 hàng bằng 100 hình. Bây giờ cô tiếp tục dùng các lớp gồm 100 hình lập phương cạnh 1 cm này xếp chồng lên nhau. Theo các em, cô cần bao nhiêu lớp như thế để xếp đầy hình lập phương cạnh dài 1 dm? Cô mời các em tiếp tục quan sát và đếm cùng cô. 1 lớp 2 lớp 3 lớp 4 lớp 5 lớp 6 lớp 7 lớp 8 lớp 9 lớp 10 lớp các em thấy không, để xếp đầy hình lập phương cạnh 1 dm, chúng ta cần 10 lớp mà mỗi lớp gồm 100 hình lập phương cạnh 1 cm. Như vậy, 10 lớp có số hình lập phương cạnh 1 cm là bao nhiêu? Chắc hẳn các em đã có câu trả lời rồi, đúng không nào? 10 lớp có số hình lập phương cạnh 1 cm là ta lấy 100 hình của một lớp nhân 10 lớp bằng 1.000 hình đây chính là số hình lập phương cạnh 1 cm mà chúng ta cần tìm để xếp đầy hình lập phương cạnh 1dm. đấy các em ạ cô có thể viết gọn hai bước tính trên như sau cần số hình lập phương cạnh 1 cm để xếp đầy hình lập phương cạnh một dm là chúng ta lấy 10 hình của một hàng nhân 10 hàng nhân 10 lớp bằng 1.000 hình như các em đã biết một hình lập phương cạnh dài 1cm 1cm vậy, 1 cm có thể tích là 1 cm khối vậy 1.000 hình lập phương cạnh 1 cm sẽ có thể tích là 1.000 cm khối, nên một dm khối bằng 1.000 cm khối. Theo các em, một dm khối gấp bao nhiêu lần 1 cm khối? Một dm khối gấp 1.000 lần 1 cm khối đấy các em ạ. À. Vậy, 1 cm khối bằng 1 phần bao nhiêu dm khối? 1 cm khối bằng 1 phần 1000 đề xi mét khối và bằng 0,001 đề mét khối. Đây chính là mối quan hệ giữa hai đơn vị đo thể tích mà chúng ta cần ghi nhớ. Đây chính là mối quan hệ giữa hai đơn vị đo thể tích mà chúng ta cần ghi nhớ. Cô mời các em đọc lại. 1 dm si khối bằng 1000 cm khối. 1 cm khối bằng 1 phần 1000 dm si khối bằng 0,001 dm si khối. Các em vừa tìm hiểu và nắm được tên gọi, ký hiệu, độ lớn và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo thể tích cm khối và dm si khối. Bây giờ cô trò mình cùng hệ thống lại những kiến thức cần ghi nhớ trong bài học ngày hôm nay nhé. cm khối là thể tích hình lập phương có cạnh bằng 1 cm. cm khối được viết tắt là cm chữ số 3 ở góc trên cùng bên phải chữ m. Để cm khối là thể tích hình lập phương có cạnh bằng 1 dm. Dm khối được viết tắt là dm chữ số 3 ở góc trên cùng bên phải chữ m. Mối quan hệ giữa cm khối và dm khối. 1 dm khối bằng 1000 cm khối. 1 cm khối bằng 1 phần 1000 dm khối bằng một 0,001 đề xi mét khối. Để củng cố và khắc sâu kiến thức của bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng chuyển sang phần thực hành. Cô mời các em đọc yêu cầu bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập 1 yêu cầu các em viết vào ô trống theo mẫu. Chắc hẳn quan sát câu mẫu, các em sẽ làm được bài tập 1 đúng không nào? Khi viết số là 76 cm3, chúng ta đọc số là 76 cm khối. Khi đọc số là 76 cm khối, chúng ta viết số là 76 cm3. Dựa vào câu mẫu và kiến thức đã học, cô mời các em hoàn thành bài tập 1. Cô tin là các em đã có kết quả bài làm của mình rồi, đúng không nào? Cô mời các em so sánh, đối chiếu kết quả trong bài làm của mình với đáp án của cô. Theo thứ tự các số đo đã cho chúng ta lần lượt đọc là 519 đề xi si mét khối, 85,08 đề xi si mét khối, 4 phần 5 cm khối. Theo các em, khi đọc số đo thể tích ta đọc như thế nào? Khi đọc số đo thể tích, chúng ta đọc phần số như số tự nhiên, số thập phân, phân số kèm đơn vị đo thể tích tương ứng. Với cách đọc các số đo thể tích đã cho, chúng ta lần lượt viết số là 192 cm3, 2001 dm3. 8 cm3 Theo các em, khi viết số đo thể tích chúng ta viết như thế nào? Khi viết số đo thể tích, ta viết phần số như số tự nhiên, số thập phân, phân số kèm ký hiệu đơn vị đo thể tích tương ứng. Các em vừa hoàn thành bài tập 1 và được củng cố về cách đọc, cách viết. Hai đơn vị đo thể tích là cm khối và đề mét khối. Để khắc sâu mối quan hệ giữa cm khối và đề mét khối, cô mời các em cùng chuyển sang bài tập 2. Cô mời các em đọc yêu cầu của bài 2. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập 2 yêu cầu các em viết số thích hợp vào chỗ chấm. Thực chất là đổi đơn vị đo thể tích từ đề mét khối ra cm khối và từ cm khối ra đề mét khối. Bài 2 gồm hai phần A và B dựa vào kiến thức đã học. Cô mời các em hoàn thành bài tập 2. Chắc hẳn các em đã có kết quả bài làm của mình rồi, đúng không nào? Cô mời các em so sánh, đối chiếu kết quả trong bài làm của mình với đáp án của cô. Trước tiên, chúng ta đến với phần A. Đây là đáp án của cô. 1 đề di mét khối bằng 1.000 cm khối. 375 đề di mét khối bằng 375.000 cm khối. 5,8 đề di mét khối bằng 5.800 cm khối. 4 phần 5 đề di mét khối bằng 800 cm khối. Theo các em, để đổi 375dm si khối ra thành 375.000cm khối, chúng ta làm như thế nào? Như các em đã biết, 1dm si khối bằng 1.000cm khối, nên để đổi 375dm si khối ra cm khối, ta lấy 1.000 x 375, ở đây các em áp dụng quy tắc nhân nhầm một số với 1.000, ta được 375.000 cm khối. Thực hiện tương tự với các chỗ chấm còn lại, các em sẽ tìm được kết quả đúng. Các em nhớ áp dụng quy tắc nhân nhầm một số với 1.000 để tính toán cho thuận lợi các em nhé. Như vậy... Để đổi đơn vị đo thể tích từ đề xi mét khối ra cm khối, các em làm như thế nào? Để đổi đơn vị đo thể tích từ đề xi mét khối ra cm khối, các em lấy 1.000 nhân với phần số của số đo thể tích đã cho. Chúng ta tiếp tục đến với phần B. Cô mời các em so sánh đối chiếu kết quả trong bài làm của mình với đáp án của cô. Đây là đáp án của cô. 2.000 cm khối bằng 2 mét khối. 490.000 cm khối bằng 490 mét khối. 154.000 cm khối bằng 154 đềxi mét khối 5.100 cm khối bằng 5,1 đềxi mét khối khi thực hiện phần B các em có thấy khác phần a không ở đây chúng ta thực hiện đổi đơn vị đo thể tích nhỏ hơn là cm khối ra đơn vị đo thể tích lớn hơn là dm khối đấy các em ạ à. các em cùng quan sát cách đổi 2.000 cm khối ra 2 dm khối vì 1 cm khối bằng 1 phần 1.000 dm khối bằng 0,001 dm khối nên để đổi 2.000 cm khối ra dm khối ta lấy 1 phần 1.000 nhân 2.000 hay 0,001 nhân 2.000 bằng 2 đề xi mét khối. Các em nhớ áp dụng quy tắc chia nhầm một số cho 1.000 hoặc nhân nhầm một số với 0,001. Các em sẽ tìm được kết quả đúng. Thực hiện tương tự với các chỗ chấm còn lại, các em sẽ dễ dàng tìm được kết quả trong bài làm của mình. Như vậy để đổi đơn vị đo thể tích từ cm khối ra đề mét khối ta làm thế nào? Để đổi đơn vị đo thể tích từ cm khối ra đề mét khối ta lấy 1 một phần 1000 một hoặc 0,001 nhân với phần số của số đo thể tích đã cho. Cô tin rằng khi nắm vững mối quan hệ giữa hai đơn vị đo thể tích cm khối và đề xi mét khối thì các em dễ dàng hoàn thành bài tập 2. Qua việc thực hành làm hai bài tập 1 2 trong sách giáo khoa, các em được củng cố về cách đọc, cách viết và mối quan hệ giữa hai đơn vị đo thể tích cm khối và đề xi mét khối. Để khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng nhắc lại những điều cần ghi nhớ. cm khối là thể tích hình lập phương có cạnh bằng 1 cm. cm khối được viết tắt là cm. Chữ số 3 ở góc trên cùng bên phải chữ m. dm si khối là thể tích hình lập phương có cạnh bằng 1 dm. Đề xi mét khối được viết tắt là gm, chữ số 3 ở góc trên cùng, bên phải chữ m. Mối quan hệ giữa cm khối và đề xi mét khối. 1 đề xi mét khối bằng 1000 cm khối. 1 cm khối bằng 1 phần 1000 đề xi mét khối bằng 0,001 đề xi mét khối. Các em có biết, trong thực tế, các em có biết, trong thực tế, cm khối, mét khối được gọi là đơn vị đo gì không? Cô mời các em hướng mắt lên màn hình. Đây là hộp sữa tươi mà chúng ta thường dùng hàng ngày. Đây là chai dầu đậu lành dùng trong mỗi bữa ăn gia đình. Còn đây là dung dịch rửa tay khô và nước muối sinh lý rất cần thiết trong việc phòng chống dịch bệnh COVID hiện nay. Trên Bao bì mỗi sản phẩm đều ghi thể tích thực của chúng. Vậy, thể tích thực của các đồ vật trên có mối quan hệ như thế nào với hai đơn vị đo thể tích cm khối, dm khối mà chúng ta vừa học? Cô mời các em cùng quan sát. Trên bao bì hộp sữa tươi ghi thể tích thực là 1 lít. 1 một lít chính là 1 dm khối đấy các em ạ. À. Vậy, 1 lít bằng 1 đề xi si mét khối. Trên bao bì chai dầu đậu lành ghi thể tích thực là 2 lít. Các em dễ dàng biết được thể tích thực của chai dầu đậu nành là 2 đề xi si mét khối. Còn trên bao bì của dung dịch rửa tay khô và nước muối sinh lý ghi thể tích thực là 500ml. 500ml chính là 500 cm khối đấy các em ạ. À. Vậy 1 ml bằng 1 cm khối. Ngoài các đồ vật kể trên, các em hãy tìm thêm những đồ vật trong cuộc sống hàng ngày rồi quan sát và đọc thông tin trên bao bì sản phẩm, các em sẽ biết được các đồ vật đó có thể tích thực là bao nhiêu cm khối, bao nhiêu đề xi mét khối. Các em sẽ thấy rằng bài học ngày hôm nay của chúng ta thật bổ ích và thiết thực đấy các em ạ. À. Để phần tự học của các em đạt kết quả tốt nhất, các em hoàn thành bài tập 1, bài 2, bài cm khối, đề di mét khối, sách giáo khoa toán 5, trang 116, 117, hoặc bài 1, bài 2, phần hoạt động thực hành sách hướng dẫn học toán 5 trang 45 46 và xem trước cho cô bài mét khối sách giáo khoa toán 5 trang 117 hoặc sách hướng dẫn học toán 5 trang 47. Giờ học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô cảm ơn các em và mong rằng các em tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học tập. Thân ái, chào tạm biệt các em.